chờ chiều được các bạn ơi, 5 rưỡi rồi. Các bạn xem khung cảnh miền núi đây, trời chuyển mưa rồi. Con bắt tay chuẩn bị bắt tay chuẩn bị lên đường đây. Nếu qua cái đoạn cua này thì xử lý được hơi khó đấy. Xử lý tốt, bên đây xử lý tốt. Kinh khủng chưa?
Đi lắm. Trước cái đoạn đá ở đây đi đoạn này bị nghẹt xe. Eo đấy. Em bự. Quay lên chân, mày chân. Giá mà vừa qua giá nhiều nè, mừng lắm mọi người. Qua đây là mình giỏi rồi. Đây là đoạn dốc đá nè các bạn nha. Kinh khủng luôn. Xe nó cục đá mà không đè xuống không còn gì nữa. Hãy
này chưa? Giảm một đá nắp bét luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo nha.